Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Thì nhân tiện hôm nay mình có sửa chữa một cái mạch của cái máy điều hòa LG Inverter. Thì cái máy điều hòa này thì nó mắc cái căn bệnh là báo lỗi CH21. Thì mình đã sửa xong rồi. Thì cái căn bệnh này mình sẽ không làm video chia sẻ nữa, bởi vì mình đã có video clip chia sẻ về cái căn bệnh CH21 là của máy LG rồi. Thì hôm nay mình nhân tiện sửa cái máy này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề liên quan tới cái khi chúng ta sửa chữa chúng ta gặp phải cái quạt dàn lạnh nó sử dụng quạt DC 5 giây như thế này, mà chúng ta lại không có cái quạt của nó, các bạn không tháo quạt mang về, cũng như là các bạn ngại tháo hoặc là chúng ta không có quạt để thử. Thì làm nào để chúng ta có thể sửa chữa máy được mà thử máy chạy được mà không cần có quạt? Bởi vì đôi khi một số cái máy chúng ta tháo được cái quạt mặt là chúng ta không có quạt để trang bị, cũng như là không có để, cũng như là chúng ta để tháo được cái quạt đấy ra mang về thì đôi khi mất rất là nhiều công sức, nên anh em cũng ngại, cũng nhiều khi cũng ngại không muốn tháo. Thì mình chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta có thể, nếu như cái máy này nó không mắc bệnh về báo lỗi về cái vấn đề quạt, thì chúng ta hoàn toàn dùng cái phương pháp sau đây mình chia sẻ cho các bạn, chúng ta có thể sửa máy và thử máy là rất ok. Còn nếu cái máy đó nó mắc ban bệnh về đúng báo lỗi về cái vấn đề quạt thì các bạn cố gắng là gì? Các bạn nếu không có quạt thì các bạn phải cố gắng là tháo cái quạt để chúng ta sửa chữa, bởi vì nó đang mắc lỗi liên quan tới cái quạt đó. Rồi, thế thì sau đây mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể sửa chữa và thử chạy thử máy mà không cần có cái quạt DC 5 giây như này. Thì mình sẽ giới thiệu nguyên tắc chung để các bạn có thể gì? Các bạn có thể ứng dụng cho tất cả các loại mạch mà sử dụng quạt DC 5 giây như này, kể cả là hãng, đây là quạt LG, kể cả là các bạn sử dụng hãng của gì, Panasonic, quạt Panasonic hay là gì, cái quạt của hãng Mitsubishi Heavy. Những cái quạt này thật sự nếu để các bạn tháo được cái quạt ra là mất rất là nhiều công sức của anh em, cho nên nhiều khi chúng ta rất là ngại đó. Tất cả các hãng thì gần như là nó cũng là nguyên lý là giống nhau thôi. Hay là cái quạt của gì? Fujitsu nội địa. Thì lưới điện 140V, tuy rằng con DC của Fujitsu này là lưới điện 140V. Như các bạn nhìn thấy ở đây là hoạt động 140V. Nó khác với gì? Khác với hàng Thái Lan là chạy điện áp là 280 đấy, đến 340V. Tuy nhiên là lưới điện hoạt động có khác nhau, nhưng mà về nguyên tắc các cái vị trí chân làm việc thì nó là giống nhau, nó chỉ khác nhau cái nguồn cấp cho bo công suất bên trong quạt là hai cái dây đen đỏ này là nguồn khác nhau. Ví dụ như hàng nội địa thì cái nguồn cấp ở đây là gì? 140V, 40V cho đến 160V. Thế còn hàng Thái Lan thì nó là gì? 280 đến 340V. Đấy, chỉ khác nhau lưới điện thôi. Còn về tất cả các cái chân làm việc thì nó giống nhau. Kể cả hãng Mitsubishi Heavy này cũng vậy, các bạn thấy là cái rắc nó rất là to. Thế nhưng mà các cái chân làm việc là nó rất là giống nhau, không khác gì cả. Rồi, để làm được cái việc đó thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phương pháp để chúng ta có thể làm nào để chúng ta có thể sửa máy và chạy thử máy mà không cần có quạt. Thì đầu tiên thì mình cũng xin nói qua một tí để cho anh em nào mà chúng ta là gì, vào sau chúng ta chưa biết đến cái bo 555 này. Thì như hôm cái video clip trước ấy, mình đã chia sẻ, thì anh em nào vào sau mà chúng ta chưa biết thì chúng ta cố gắng xem lại cái video clip đó của mình để hiểu về cái bo tạo xung 555 này. Đấy. Thì ở đây hôm trước mình đã chia sẻ một cái cấu tạo và làm việc của cái bo 555 này rồi. Đấy, thì hôm nay mình không chia sẻ lại nữa. Thì các bạn nào mà chúng ta vào xem sau thì các bạn xem lại cái video clip trước của mình nhé, để hiểu về cái bo 555 này hơn. Rồi, sau đây mình sẽ giới thiệu về cái chân, cái sơ đồ chân. Trước tiên là muốn thực hiện được cái việc này thì chúng ta cần phải gì? Thứ nhất chúng ta cần phải có một cái bo tạo xung 555. Chúng ta có thể đặt mua trên mạng hoặc bất cứ nơi đâu, chi phí rất là rẻ. Có thể các bạn có nhu cầu nhiều thì các bạn cứ đặt lấy tầm chục con hay bao nhiêu, chục cái hay bao nhiêu đấy, các bạn dùng dần. Rồi, sau đây mình sẽ giới thiệu bạn là chân, sơ đồ chân của các loại quạt DC. Thì về cơ bản ấy, thì giữa quạt của hãng này hãng khác thì nó đều có 5 chân. Nhiệm vụ làm việc của các chân là giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là gì? Ví dụ như các bạn sử dụng hãng của quạt
Panasonic thì hai cái dây vàng xanh này nó đổi chỗ cho nhau, nó không theo cái tuần tự này. Thế còn về cơ bản rất là các hãng thì có dây đỏ, dây đen và dây trắng là nó giống nhau, nó không có thay đổi vị trí. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau màu dây. Thí dụ các bạn là sử dụng quạt của cái hãng một cái hãng khác thì người ta không dùng dây đen đỏ như này, mà có thể người ta dùng gì, dây nâu xanh. Nhưng mà cái vị trí làm việc của người ta ba cái dây đầu sẽ giống nhau. Tức là hai dây đầu là gì, nguồn cấp 300V, dây tiếp theo là dây gì, dây màu trắng thì là không, là dây 15V là không thay đổi, mà người ta chủ yếu là thay đổi vị trí của hai cái dây vàng và dây xanh thôi. Rồi thì sau đây thì mình chia sẻ để các bạn nắm được cái sơ đồ và vị trí làm việc của nó. Để nắm được cái vị trí sơ đồ và vị trí làm việc chân của nó thì chúng ta mới có thể tiến hành là gì, lai chế cái bo 5 năm này vào cái mạch của nó, để chúng ta có thể thử máy được và chạy thử máy và sửa máy được. Các bạn chỉ cần lưu ý cho mình một điều hết sức là quan trọng là cái mát cái dây đen này này, tức là cái vị trí GND của cái chân quạt 5 dây này này là nó khác với cái GND nằm trong cái mạch nguồn 5V 12V các bạn nhé. Cái vì cái mát của cái GND này này nó là cái mát của con tụ lọc nguồn 300V. Nó là mát của cái tụ lọc nguồn 300V này, và dương chính là dương 300V. Tóm lại là hai cái chân cấp nguồn này chính là gì? Chính là hai cái chân mát và dương của cái tụ lọc nguồn 300V lớn nhất các bạn nhé. Các bạn hết sức lưu ý điều đó. Chả các bạn cứ thế là ghi GND là các bạn hàn ngay vào cái chân đấy là nó sẽ dẫn đến bị chạm chập và gây nổ đấy, gây hư hỏng. Rồi, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ tiến hành lắp cái bo này vào. Cái bo này chúng ta sẽ chạy thử máy để cho các bạn xem là chúng ta đều có thể, thì tất cả các loại chúng ta đều có thể sử dụng cái bo này để mà thay thế mà không cần phải có cái quạt của nó. Rồi, mình sẽ lắp cái bo này lại. Đây, các bạn để ý. Ở đây chúng ta, cái rắc của nó của chúng ta sẽ có 5 dây, dây đỏ, dây đen. Thì chúng ta quan tâm đến 3 dây, đó là dây đen, là dây mát, dây trắng, là dây nguồn 15V. Và chúng ta có quan tâm đến cái dây màu xanh này, là cái dây gì? Tín hiệu xung hen ở trong IC quạt DC sẽ phản hồi về vi xử lý của bo giản lạnh. Chúng ta chỉ quan tâm đến 3 dây này thôi. Thế thì cái dây đen này chính là dây mát của con tụ lọc nguồn 300V này các bạn nhé, các bạn lưu ý nhé. Đó. Còn cái gì? Cái dây đỏ này chính là dây dương của tụ lọc nguồn 300V, và cái dây trắng này này là cái nguồn 15V, thì cũng là nguồn nắn lọc từ nguồn điện áp giật, cho nên nó khác hoàn toàn với các cái nguồn sinh ra ở đây các bạn nhé. Nó hoạt động độc lập riêng vì nó là điện áp giật, chứ nó không liên quan tới các cái nguồn đầu ra từ cái khối nguồn biến áp xung cũng như là ổn áp 7805. Các bạn hết sức lưu ý. Rồi, thì mình sẽ hướng cho các bạn, chúng ta sẽ lai chế trực tiếp ngay tại vị trí gì? Ngay tại vị trí cái rắc cắm của nó trên bo mạch. Chúng ta sẽ lắp vào đỏ để chúng ta tránh bị trường hợp bị là gì? Bị nhầm lẫn. Chúng ta sẽ thực hiện lai lắp vào đấy luôn. Rồi, cái bo này thì các bạn đã, hôm trước mình đã giới thiệu rồi. Thì các bạn, nó chỉ có 3 dây thôi. Đó là dây đỏ chúng ta là gì? Cấp nguồn dương từ 5V đến 15V. Dây đen là chúng ta cấp nguồn mát, và dây trắng là xung phát, là cái xung ao của nó. Thế thì trên cái rắc 5 dây này thì chúng ta chỉ quan tâm đến 3 cái dây duy nhất của nó, đó là dây gì, dù cái vị trí nó có khác nhau nhưng chúng ta cũng chỉ quan tâm đến 3 cái dây đấy thôi. Chúng ta quan tâm đến cái dây đen là cái dây mát, dây trắng là dây nguồn 15V, và cái dây xanh là cái dây sẽ gì, phản hồi tín hiệu xung hen. Cái dây xanh này này thì nó sẽ kết nối tới chân 1-2 của cái IC quang điều khiển. Đối với quạt DC này thì bao giờ các bạn thấy là nó có 3 IC quang điều khiển. Đấy, 3 IC quang điều khiển. Thì các bạn sẽ thấy là cái dây xanh này nó sẽ kết nối với cái chân 1-2 của con IC quang. Thì con nào mà kết nối chân 1-2 với con dây đấy thì cái dây đấy chính là dây phản hồi xung hen. Rồi, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ lai chế vào cái mạch điện này như nào. Đầu tiên chúng ta sẽ hàn gì? Dây mát trước. Dây mát chúng ta sẽ hàn vào cái dây đen này các bạn nhé. Chúng ta sẽ hàn cái dây mát của cái bo 555 này. Dây mát của bo 555 chúng ta sẽ hàn vào cái dây đen, tức là dây mát của cái gì, của cái quạt DC đó. Đây, mình nói ở sơ đồ cho các bạn dễ hình dung ra.
cái dây mát của cái bo 555 này chúng ta sẽ hàn vào vị trí GND trên cái rắc 5 dây của cái quạt DC này, tức là vị trí dây đen này. Dây đỏ là dây nguồn VCC cho cái của cái bo 55 này chúng ta sẽ hàn vào dây trắng, tức là chân 15V của cái rắc 5 dây này. Đen chúng ta sẽ hàn vào đen, đỏ chúng ta sẽ hàn vào vị trí dây trắng. Dây đỏ chúng ta sẽ hàn vị trí dây trắng, công nguồn 15V. Và cái dây xung ao của cái bo 55 này chúng ta sẽ hàn vào cái dây màu xanh. Đấy, tức là xung hen phản hồi trên cái rắc 5 dây của cái bo của cái quạt DC. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành hàn vào đây. Đầu tiên mình sẽ hàn cái dây màu đen. Dây đen là dây mát, chúng ta sẽ hàn vào vị trí dây đen. Các bạn lưu ý là cái mát này là mát giật, nó không liên quan tới cái mát của chung của cái mạch điện. Mát này là mát của tụ 300V. Đây, mình đo thử cho các bạn xem nhé. Mình đo luôn cho các bạn xem là cái mát này nó thông với gì? Với mát của tủ lọc 300V. Rồi, đây là con tủ lọc 300V này. Mình sẽ đo chân mát của nó cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Dây mát nằm, dây đen nằm đây chính là chân mát của tủ lọc 300V. Và dây đỏ chính là dương 300V. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ hàn dây màu đỏ. Dây màu đỏ thì các bạn hàn vào vị trí dây màu trắng trên cái rắc này cho mình. Các bạn sẽ hàn vào vị trí dây màu trắng là dây cấp nguồn 15V. Rồi, còn cái dây tín hiệu ao này thì các bạn sẽ hàn vào dây màu xanh. Các bạn sẽ hàn vào cái dây màu xanh trên cái rắc quạt 5 dây cho mình. Rồi, ok. Sau khi mình đã hàn vào ok như thế này rồi, mình sẽ tiến hành chạy thử cho các bạn xem. Cái mạch LG này nó khá là nhiều dây, các loại dây. Nó rất là nhiều dây nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, tránh bị chạm chập các bạn nhé. Rồi, mình sẽ gỡ rối các dây ra. Ok, sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện. Mình chạy thử cho các bạn xem là chúng ta sử dụng cái bo 55 này mà không cần có cái quạt DC, chúng ta không cần cái quạt như này. Mình thử máy. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Rồi, các bạn thấy không? Chúng ta cắm điện vào cái thì nó có đèn báo sáng luôn. Rồi, mình sẽ chạy thử máy luôn. Rồi, đèn còn đã báo. Quạt dần nóng chạy. Đấy, các bạn thấy chưa? Lốc chạy luôn. Quạt dần nóng của LG là quạt AC. Mình sẽ dùng cái bóng đèn này thay thế quạt. Đó, các bạn thấy là gì? Lốc máy chạy ngon lành rồi. Các bạn thấy là gì? Khi chúng ta lai chế cái bo này ở đây là hoàn toàn là ok. Còn nếu mà nó xảy ra vấn đề thì nó đã báo lỗi luôn, mà nó sẽ không gì, không xuất lệnh cho lốc máy chạy các bạn nhé. Và một điều lưu ý nữa mình chưa giới thiệu cho các bạn, vào sau các bạn vào sau có thể chưa nắm được, là cái bo 55 này chúng ta mua về thì cái jumper này người ta sẽ cắm ở vị trí số 1, và để lai chế vào cái mạch này thì các bạn phải nhấc sang để cắm ở cái vị trí số 2 như ở đây. Thì nếu bạn nào xem video clip chia sẻ trước đây của mình rồi thì các bạn sẽ nắm được. Chúng ta không cần tinh chỉnh cái ốc nào ở đây cả. Chúng ta chỉ cần chuyển đổi cái vị trí cài jumper từ vị trí số 1 sang vị trí số 2 là ok các bạn nhé. Hai nữa, một điều các bạn lưu ý cho mình là gì? Điện áp ở đây tuy là 15V và mát ở đây là tuy là mát GND nhưng nó là của 300, mát của 300V là điện áp. Cho nên chúng ta hoàn toàn là không nên sờ tay vào đây khi máy đang chạy, khi đang có nguồn.
nếu chúng ta sờ đây là chúng ta sẽ bị nó giật, chứ nó khác với cái nguồn, chúng ta khác với cái nguồn khối 5V 12V đây, chúng ta sờ không bị giật các bạn nhé. Ở đây các bạn sờ là sẽ bị giật đấy, thế ta hết sức lưu ý. Rồi, vậy là máy nó cũng chạy ok mà không báo lỗi gì các bạn nhé. Rồi, máy chạy hết sức ok luôn mà không báo lỗi gì cả. Rồi, vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn này, cách mà chúng ta sẽ lai chế cái bo 555, bo tạo xung 555 để chạy thử máy cũng như là sửa chữa máy mà không cần có quạt DC 5 giây. Và máy đã chạy ok như này, không gặp bất cứ một cái vấn đề báo lỗi gì cả. Rồi, mình xin kết thúc video hướng dẫn ở chia sẻ hướng dẫn ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ là ủng hộ mình bằng cách là bấm nút like video cũng như là bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.